sự thay đổi ngạc nhiên của thảm họa mạng Tùng Sơn. Với hình ảnh mới của Tùng Sơn khiến cư dân mạng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Gần một tháng sau khi thông báo chuyện thẩm mỹ, Tùng Sơn đã trải qua những cuộc phẫu thuật để có được diện mạo hoàn toàn mới. Nhiều người không khỏi bất ngờ khi thảm họa mạng này chia sẻ hình ảnh mới điển trai như hot boy. Có thể thấy các nét trên gương mặt Tùng Sơn đều trở nên đẹp và hài hòa. Anh chàng còn sở hữu làn da trắng sáng như ngọc trinh chứ không còn ngăm đen và bị mụn như trước đó. Đôi môi dày trề của anh cũng được thu gọn lại với mái tóc nhuộm của kiểu đầu thời trang. Tùng Sơn đã thật sự lột xác trở thành một người khác. Phát biểu về thay đổi từ vì trở thành thiên nga của mình, Tùng Sơn biết từ lúc mình thay đổi diện mạo mới, sự can đảm mạnh mẽ vì đam mê muốn được đẹp và cơ hội ấy đã đến với mình. Không ai chăm sóc, tự bản thân mình lo mọi thứ, không cha mẹ bên cạnh, chịu sự đau đớn của nỗi tâm hồn. Cho đến ngày hôm nay, nỗi đau ấy cũng đã qua, nhưng dù sao vẫn cảm ơn những người yêu mến quan tâm Tùng Sơn, hỏi thăm Tùng Sơn mau khỏe mạnh hồi phục để được nhìn thấy diện mạo mới của mình. Đó chính là một Tùng Sơn hoàn toàn thay đổi, không còn Tùng Sơn như trước kia thường bị chê bai, coi thường. Vì sự ném đá chê bai ấy, Tùng Sơn đã đến ngày hôm nay. Tùng Sơn vẫn im lặng im và cho đến ngày hôm nay, hãy sống vì bản thân mình, vì bản thân mình mới có thể cho mình được tất cả. Không ít người tỏ ra mừng thay cho Tùng Sơn vì đã có một diện mạo mới đẹp hơn. Cô công chúa Thủy Tề giờ đẹp trai quá, quá hâm mộ, không thể tin nổi. Đẹp nhân đạo hơi xấu tự nhiên. Tuy nhiên còn nhiều người lại cho rằng chỉ có vẻ bề ngoài thay đổi, còn anh chàng này thực sự chẳng có tài năng bản chất gì. Có người còn bình luận đẹp gấp 100 lần xưa hơn là thích bản gốc. Đẹp gấp 100 lần hơn xưa nhưng thích bản gốc hơn vì nó chân chất. Ngài hơi lô lố nhưng có sức hút hơn bây giờ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký và like ủng hộ nhé.